sao có mặt nhau. Mà trời bắt đầu mưa rồi đó. Đây vừa vừa rồi có người cầu Bà Tứ xong rồi khoảng 500 m mèo có cái hẻm. Bán cho đầu, 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 b
xuôi kia sao, hình bàn chuyện kia sao nè con người. Cái đó là hạnh dê luôn đó rồi.
con rồi đi cô được. Kèm để rồi hả? Dạ. Có kèm của ông nào để rồi nè.
thấy không? Luôn ông cho luôn cái bà này thì nó có lên. À, cưa cây sao đó xong rồi. Ôi, nha mọi người. Xin chào tạm biệt mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh Long Phạm Tiền Giang trong thời gian qua. Xin cảm ơn tất cả mọi người.